nghề quận cố, việc làm của thợ quận cố, việc làm bẩn thỉu, xây dựng thương hiệu cho khách hàng, thiết kế thi công, gia công, đóng hình ảnh rất là mộc, chào các bạn nha. Vì sai thương hiệu. Làm việc với thiết kế xong rồi thì mình cũng phải in ấn, cắt khắc là da CNC, gia công uốn chữ, để mà nó hoàn thiện cho cái bản hiệu của mình. Bắt đầu mà phải in. Nè, thay màn hình này nó sâu sắc. Gần sao mà toàn khúc dưới nữa nè, vẫn cố cho đại nghĩa luôn, máy cắt gia công đại nghĩa. Đây là đâu thấy chữ đại nghĩa đâu rồi, chỉ có mình nói vô thì mới biết đại nghĩa. Hầu kia cái xưởng cái tay ngái bây giờ dài vậy thôi. Thank you.
xong chưa? Để cho mấy cái chữ này lột đi, lột quay luôn cho nó lên phim luôn. Bạn này tên gì? Hả? Phi công. Phi công nè. Cho luôn cho nó đầy đủ luôn, về kết luôn. Là già đứng rồi. Sẽ chơi tiền nào gì? Ở lưu 0.8 này nó đi nhạy hơn là 0.10 phải không? Một cái ốc đi sai gia công của nghề quảng cố. Chào anh em nghề quảng cố.
chào các anh em đồng nghiệp làm nghề quấn cố nha. Công việc quấn cố mình luôn hạnh thông, hạnh thông trong tất cả công việc và điều kiện thời tiết. Chào các bạn, chào anh em. Liên hệ và các bạn chia sẻ cùng quấn cố Tiến Cường nha. Chào quấn cố Tiến Cường cùng các bạn.